Đồ Bất Hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là 20 giờ ngày mùng 3 tháng 11 năm 2019 và chúng tôi thì mới đóng gói xong hai chiếc sập thờ và một chiếc cuốn thư. Sắp chuyển vào phố Đinh Bộ Lĩnh của thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Đinh Bộ Lĩnh là ông vua có cái điển tích là cờ lau tập trận. Sau này khi ngài dẹp loạn xong 12 sứ quân và ngài lên vua lấy tên nước là Đại Cồ Việt và lấy và còn gọi ngài là Vạn Thắng Vương. Đinh Bộ Lĩnh. Từ nhỏ tôi rất hay mê đọc các cái truyện tranh lịch sử. Cho nên là nhắc đến tên các địa danh là mình chợt nhớ lại câu chuyện luôn. Và cái lại trở lại cái phần đóng gói cho khách hàng ở Đinh Bộ Lĩnh, Mỹ Tho, Tiền Giang. Như vậy là hai chiếc sập thờ của các bác là thành 10 kiện đúng như dự kiến ban đầu. Đây, và một chiếc cuốn thư là một kiện nữa, tổng số là 11 kiện. Bắt đầu mình đếm từ ngoài này. Riêng cái cuốn thư là phải đóng thùng như này đấy. Như vậy là 1 này, 2 này, 3 này, 2 chiếc dẹt dẹt đây là 4, 5 này. Cái này mặt này là, cái này là 6 này, cộng cái này là 7 này, cộng cái chân này là 8 này, cộng với cái nằm kia là 9 này, một cái chân kia là 10 này và một cái mặt nữa là 11. Thì nữa tôi sẽ dán tem vào đây. Và cái này thì rất dễ lắp ráp. Và cái này thì ý của gia đình muốn là như vậy là chỉ trong một vài ngày tới là sẽ chuyển vào thôi. Thì đây là cái phần báo cáo để gia đình ở trong Mỹ Tho, Tiền Giang là yên tâm là công việc đã hoàn tất, không còn lo lắng gì nữa, để đảm bảo cái tiến độ của gia đình. Và thưa quý vị là ở Đồ Gỗ Đức Hiền thì với cái cơ số hàng dự trữ lên đến hàng ngàn thứ ở 3 khu ABC 2500m², xin quý vị cần nhu cầu hàng gì cứ gọi điện và hoặc là nhắn vào Zalo số 0967666111 hoặc là Messenger 0984666999. Cái đó là chúng ta làm việc hiệu quả nhất. Bởi vì quý vị hỏi bất kể cái gì, dù làm được hay không làm được, có hàng không có hàng, là bao giờ chúng tôi cũng trả lời hết. Không làm được thì bảo là không làm được hoặc là không có hàng. Và nếu có hàng thì lập tức quay phim chụp ảnh để phục vụ quý vị ngay. Làm như thế chúng ta mới thuận lợi. Thì cô bác nào gần thì cũng có thể đến trực tiếp tận nơi, nhưng mà ở xa thì chúng ta có thể làm việc qua hình ảnh là cũng rõ rồi. Ví dụ như các bác ở Tiền Giang đây thì là các bác không đến được. Xin tạm biệt quý vị ở đây.